Tiểu Vũ, 33 tuổi, là một cô gái học thức và thành đạt ở Trung Quốc. Một ngày cô nhập viện vì đau bụng và táo bón. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện cô bị ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, khối u đã di căn khắp cơ thể. Bố mẹ Tiểu Vũ đã kể cho bác sĩ thói quen sinh hoạt hàng ngày của con gái. Hệ tiêu hóa của Tiểu Vũ trước giờ không ổn định, rất hay bị táo bón. Để khắc phục điều này, cô thường mua thuốc nhuận tràng uống. Lâu dần thành thói quen, mỗi lần ngừng thuốc là táo bón tái phát trở lại. Vì vậy, trong nhiều năm liền Tiểu Vũ phải làm bạn với loại thuốc này. Sau kiểm tra, bác sĩ cho biết việc dùng thuốc nhuận tràng nhiều năm là nguyên nhân dẫn tới tình trạng ung thư của Tiểu Vũ. Loại thuốc mà cô ấy sử dụng làm kích thích niêm mạc ruột, gây ra nhiễm hắc tố kết tràng. Bệnh này nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến ung thư. Dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng sau nửa năm cô gái trẻ đã không cầm cự được và qua đời. Bạn thân mến, không thể lệ thuộc vào thuốc nhuận tràng để cải thiện táo bón được. Thuốc nhuận tràng chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp, dùng trong thời gian ngắn. Và nó không giúp cơ thể khôi phục cơ chế hoạt động đường ruột được. Nếu sử dụng thuốc nhuận tràng quá nhiều, cơ thể sẽ trở nên lệ thuộc, ngày càng phải tăng liều. Và đó là một sự tra tấn với cơ thể, bởi thuốc nhuận tràng có rất nhiều tác dụng phụ như gây đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, thậm chí là tác nhân dẫn đến ung thư. Vậy đâu là giải pháp tối ưu? Xin giới thiệu đến bạn một phương pháp hoàn toàn tự nhiên, đơn giản và hiệu quả để cải thiện tình trạng táo bón. Phương pháp này đã được chứng minh qua thực tế và mang lại kết quả đáng kinh ngạc cho rất nhiều người. Phương pháp này sẽ được tiết lộ trong chương trình đào tạo online giải mã táo bón. Tại đây bạn sẽ khám phá ra cách nhận diện nguyên nhân gốc rễ gây ra táo bón. Công thức đơn giản đến bất ngờ, dùng để giải quyết táo bón ngay tại nhà bạn với những nguyên liệu có sẵn trong bếp, mà không phải tốn kém cho các loại thuốc đắt đỏ. Hãy bấm vào link để đăng ký ngay.